À, dạ vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ review một dòng máy, và coi như là trong phân khúc gọi là giá rẻ. Và dòng máy này coi như là dùng để về xử lý về đồ họa hay là dùng để về render. Thì ở đây hôm nay là mình review dòng máy chạm như thế này nè, để mời các bạn sẽ cùng xem. Thì hiện tại nếu như chúng ta mua một cái máy mà dùng để xử lý và render về máy đồ họa đúng không, thì chắc chắn nếu như mà trong một cái phân khúc giá khoảng chừng 6 7 triệu gì đó thì các bạn sẽ mua rất là khó. Ngay kể cả như mà mua một cái máy văn phòng thì hầu như chúng ta chỉ được là một cái máy đâu đó khoảng chừng là con Xerox thôi. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ giới thiệu một các bạn là một cái dòng workstation đó. Và workstation đây là đang gọi là mang chip được Core i7 và có để xử lý về đồ họa được trên đây. Mời các bạn sẽ xem và chúng ta sẽ trải nghiệm về dòng này nó sẽ như thế nào, và coi chạy hiện nay là coi đáp ứng được công việc hay không. Rồi bây giờ mời các bạn sẽ cùng xem. Trước tiên và chúng ta nhìn thấy trên đây nè, đây đây là dòng máy nè, máy đây là máy Dell Precision ha, Precision nè đó. Và cái mã máy thì chúng ta nhìn thấy là đang là Dell M4600 ha. Thì bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây 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 là dòng Dell Radeon M4600 nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đó, Radeon M4600 ha. Thì đang được trang bị là Core i7 2760QM. Cái dòng QM là có nghĩa là 4 nhân và 8 luồng, hay gọi là 8 CPU. Đó, hiện tại đang là 2GB 8 CPU nha các bạn. Và RAM là 8GB. Và đối với dòng máy này chúng ta có thể up to lên tới là tối đa được 32GB RAM với 4GB cắm RAM ha. Và cạnh hình nó sẽ có hỗ trợ hai cạnh hình. Cạnh hình hôm nay là mình sẽ đưa ra là cạnh hình thứ nhất là HD Graphics 3000, và một cạnh hình thứ hai nữa là NVIDIA Quadro M2000 ha. Thì 2000 M ha. Thì hôm nay là mình sẽ review dòng máy này về ngoại hình, về xung quanh, để mời chúng ta sẽ cùng xem trên đây. Thưa các bạn, đây là dòng máy nè, chúng ta nhìn thấy là đều là hợp kim nè, thấy chưa, nhôm maze nè. Ngoại hình của máy đây, hình thật đây ha. Thì chúng ta nhìn thấy là một cái logo màu trắng. Và dòng máy này dòng máy chạm nha các bạn. Và có thể ngửa ra được tới tối đa được là 145 đến 150 độ C nè. Đây độ nè, độ nha. Đó. Thì thưa các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Dòng máy này thiết kế á, nếu như xét về dòng workstation thì các bạn nhìn thấy là không thể nào về mỏng được đúng không? Phải là dòng máy chạm mà cũng hơi là nặng nề xíu. Nó khoảng chừng hơn 3 kg. Thì những ai mà chúng ta cần về xử lý về mạnh mẽ thì chắc chắn các bạn phải lựa chọn về những dòng máy mà to bự như này chúng ta mới đáp ứng được công việc. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây về các cổng đây. Các cổng kết nối sẽ có cổng gì đây? Vị trí chống mất trộm nè, cổng USB 3.0 nè, đây cũng là 3.0 luôn nè, cổng này cổng 1394 nè, cổng tai nghe nè, mic nè. Đó. Rồi đây là báo về pin nè, báo về nguồn nè, thẻ SD nè, rồi thẻ SC nè. Đó, còn đây là coi như là ổ đĩa quang nè các bạn. Thấy không? Thì dòng máy này vẫn còn ổ đĩa quang nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay qua đây. Dòng đây thì chúng ta nhìn thấy là đây đây. Đây là báo về wifi nè, thấy không? Bật tắt wifi nè. Đó, bây giờ mình bật lên nè. Rồi, vị trí đây là vị trí về như là ổ đĩa cứng nè. Đó, hai cổng USB nè. USB này cũng 3.0 luôn nha. Rồi cổng này là cổng display port nè. Đó. Thì hiện tại là dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là về ngoại hình nó sẽ được như thế này. Còn về mặt sau nó sẽ như thế nào? Mời chúng ta xem. Đây. Về mặt sau đây. Máy này ha. Cũng khá thiết kế cũng giống như là giờ M4800 mà các bạn. Hoặc là 6800, 6800 bự hơn. Thì dòng workstation thì thiết kế cũng khá là bự và nặng. Hơn 3 kg nha. Nặng lắm. Rồi, về bây giờ chúng ta sẽ mở nó lên. Bản lề thiết kế cũng khá là chắc chắn. Với màn hình ở đây thì các bạn nhìn thấy đang là màn hình là 15,6 inch. Đó. Và với màn hình Full HD với tấm nền ABS. Nên chúng ta nhìn thấy hình ảnh nè, rất là đẹp đúng không? Đây, các bạn sẽ nhìn thấy nè, từ trực diện từ trên đến dưới đây. Bàn phím. Bàn phím thì các bạn nhìn thấy bàn phím nè. Máy còn thiết kế cũng khá là mới và cũng còn là mặc dù sau những năm tháng mà sử dụng thì máy coi như là với vật không phút khoảng chừng 6-7 triệu gì đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây là cũng còn khá là đẹp đúng không, với một bàn phím số nè,
Đây là bàn phím mà chúng ta làm việc về. Ở đây là coi như chúng ta gõ nè. Thì phím này thông thường như là những phím như là 6430, 6420, 6440 gần giống nhau. Đó. Nhưng mà khác biệt là cái là có được cái bàn phím số thì tương đương là 6540, 6530 ha. Rồi, các bạn nhìn thấy về touchpad. Touchpad cho máy này thì mình thấy là cũng còn có thể là hơi nhỏ xíu. Chuột trái chuột phải nằm phía trên nè, chuột trái chuột phải nằm phía dưới nè. Đó. Rồi đây là logo của Coi 7. Và máy này có bản quyền của license là của Win 7 ha. Thì đây mình đang hỗ trợ về Win 10, chúng ta cài Win 10 bình thường nha các bạn. Các bạn nhìn thấy ha. Đó, cái này cái lẫy nè. Lẫy thiết kế nè. Bây giờ chúng ta thử coi là xem về cấu hình và chúng ta test về coi như là máy mình có chạy ổn hay không. Tác dụng đồ họa hiện nay có còn đáp ứng được đồ họa được hay không ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở lên về nha, độ phân giải màn hình đi ha. Đây, đây thưa các bạn, đây là độ phân giải màn hình đang là 1920 nè, nhân 1080 nè, các bạn thấy không? Đó. Độ phân giải với màn hình là ở đây là màn hình Full HD nha. Full HD. Thì nếu như mà một cái màn hình như này thì các bạn xem phim rất là sướng. Chạy cũng khá là mượt. Ví dụ đây là nếu như mà bản Win lỗi thì các bạn phải cài Win lại thì chạy nó sẽ rất là mượt các bạn. Đây. Đây bây giờ mình sẽ vào trong nhất vlog ha. Và bây giờ mình sẽ mở một cái clip và nếu như mà trên đây là có 4K rồi thì không ha. Đây, mình sẽ mở về như là cái clip trên đây để mời chúng ta cùng xem và chúng ta cùng trải nghiệm được cái dòng như thế này. Để mời chúng ta cùng xem. Đây thưa các bạn. Đây là mình đang mở về tác vụ là trên đấy là màn hình 4K nè. Các bạn thấy không? Đó. Máy đang mở về 4K luôn nha các bạn. Thì các bạn xem coi là đang chạy được không? Khá là tốt đúng không? Mặc dù là băng thông về mạng của mình là đang khá là yếu và coi như là trên 4K trên đây nó vẫn đáp ứng được công việc nè. Chúng ta thấy không? Rồi bây giờ chúng ta để qua 2K đi. Thời gian load nè. Thấy chưa? Thì trên clip này mình đang test về như là mở trên YouTube và trên màn hình là độ phân giải lên tới 2K trên đây. Nếu mà chúng ta sẽ cùng xem. Và bây giờ chúng ta thử mở một cái clip khác và cũng là độ phân giải là 2K thôi cái ha. Các bạn xem qua là đó, thấy chưa? Bây giờ sẽ xem qua delay bao nhiêu. Đó. Đang chạy được khá là bình thường. Bây giờ mình sẽ mở bung ra nè. Thấy không? Test về trên màn hình 2K ha. Rồi bây giờ mình thử mở trên một cái hình ảnh khác là test. Test 4K đi ha. Test 4K. Rồi. À, thưa các bạn, bây giờ chúng ta thử xem ha. Đó. Và chúng ta mở lên thử coi là test chế độ là 2K trước. Coi có chạy mượt hay không. Đây là trên hình ảnh thực tế mình đang test trên đây. Trực tuyến lên nha các bạn. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình thử test trên màn hình trên đây là 4K luôn nha. Mạng đây thì có thể là nó không được chuẩn lắm. Nhưng mà dù sao đây là có thể là cái phần test trên 4K mà các bạn nhìn thấy nó chạy mượt được như này thì chắc chắn nghĩ là coi như là các bạn sẽ nhìn thấy là sao các bạn. Máy đồ họa cũng khá là tốt đúng không? Đối với dòng màn hình này ấy, thì các bạn nhìn thấy là về trên độ phân giải màn hình ha. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy trước đi, cái 4K để im đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là độ phân giải màn hình nè. Đó. Thì đang là Full HD và cấu hình của máy nó sẽ như thế nào? Mời các bạn sẽ cùng trải nghiệm về dòng máy như thế này. Hiện tại về cấu hình của máy đang được trang bị như sau. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là đang hỗ trợ về CPU nè. Đây bây giờ mình sẽ zoom lại ha. Đây. Thưa các bạn, dòng máy này đang hỗ trợ về CPU đây. CPU đang là Core i7 2760 QM. Thì dòng này đang là 2GB và 8 CPU nha các bạn. 8 CPU với hai cái ổ cứng. Ổ cứng thứ nhất mình đang có được là ổ cứng Samsung 128GB và ổ cứng thứ hai là ổ cứng 500GB. 500GB là ổ cứng HDD nha các bạn. 500GB đây. Đây là ổ SSD nè, 128GB nè, mSATA nè và ổ HDD nè, 500GB, hai ổ cứng. Và CPU. CPU là 4 nhân 8 luồng. Và trên đây chúng ta nhìn thấy là coi như là để xử lý đồ họa tốt được hay không, nó sẽ cần hai yếu tố. Thêm một cái nữa là về card đồ họa nữa các bạn. Card đồ họa là HD Graphics 3000 và cái nữa là NVIDIA Quadro 2000M. Đây là phiên bản nó sẽ có phiên bản là 1000M và phiên bản 2000M. Thì đây phiên bản 2000M chúng ta nhìn thấy là để chúng ta xử lý về đồ họa cũng khá là tốt. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tự test trên đây chúng ta về như là HD
W monitor thử ha. Đó, mình đang đào hai cái phần mềm về. Rồi, bây giờ mình thử đào luôn, đào trực tuyến về luôn để mời các bạn xem. HW monitor. Thì trên đây là nó sẽ có được cái phần mềm để chúng ta đào và chúng ta cài thử trên đây. Để mời các bạn sẽ cùng trải nghiệm. Rồi, bây giờ mình sẽ tải một phần mềm đó là Fullmax. Đó. Đây, Fullmax nha. Thì trên phần mềm Fullmax này thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ test về cả màn hình chạy 3D, nó có ổn định hay không và có tốt được hay không. Đây là mình đang lấy trực tuyến để sau này các bạn có thể test được trên đây những dòng máy của cạc rời hay nha. Các bạn đừng lấy test máy cạc on nha, nhiều khi dễ bị mặc dù máy mới luôn đôi lúc có thể là không được ổn lắm. Chúng ta lưu ý đây là dòng máy dành cho là render. Đó, đây là phần mềm là HW Monitor chúng ta đã tải xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tải phần Fullmax. Đây, Fullmax này mình đang tải đi ha. À đây các bạn, bây giờ đây là mình đã tải được rồi nè. Bây giờ mình sẽ cài phần mềm Fullmax này vô để mời chúng ta cùng xem. Đó. Thì tại là cái phần mềm 4K là mình đang mở từ giờ nè. Mới giãn được cái phần mạng thôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là về 4K thì nó vẫn chạy nè. Chạy khá bình thường và không đến nỗi bị lag đúng không? Đó, 4K ha. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ tắt cái phần 4K đi. Để chúng ta tập trung vào Fullmax. Thì đầu tiên là về cái phần mềm là sao các bạn? HW Monitor để chúng ta theo dõi về nhiệt độ nè. Nhiệt độ CPU khi mà đang chạy là đó, theo dõi về GPU được trên đây luôn. 46 độ C. Rồi, Fullmax bây giờ mình sẽ thử ra trên đây, mời các bạn sẽ cùng xem. Đây là khi mình mở về Fullmax ha. Thì nó lên được khoảng chừng là 16 FPS nè. Nó GPU thì đang nhiệt độ khoảng chừng 70 độ C nè. Đó. Thì trên đây và nhiệt độ của CPU thì hiện tại là mình cũng đang test luôn. Và trên đây nó đang còn là như các bạn 55 độ C. Đó. Thì hiện tại là nếu như mà máy như thế này thì giờ chúng ta sẽ sử dụng về như là đồ họa như là 2D, đồ họa thông thường là chúng ta đáp ứng được. Ví dụ chúng ta xem phim hoặc là chúng ta về như là vẽ Photoshop thì đối với dòng máy này chúng ta sẽ đáp ứng được trên đây. Còn nếu mà đồ họa về nặng thì chắc chắn các bạn sẽ phải đầu tư một cái máy nó dữ dằn hơn trên đây ha. Thì đây là những cái mà mình thử test máy rồi cho mời để mời chúng ta cùng xem thôi. Đó, thì mọi thông tin thắc mắc mà nếu như các bạn có những cái vấn đề mà chúng ta thử á, thì các bạn muốn trải nghiệm về dòng máy này á, các bạn liên hệ tại Nhất Vlog ha. Thì clip ở đây mình cũng review sơ bộ như thế này để mời chúng ta xem. Ví dụ đây là mình đang mở về như là 2K đi. Đó, màn hình thì là màn hình Full HD nhưng mà mở lên 2K nè. Đó, thì các bạn sẽ xem đây, thực tế đây. Đây là clip của Nhất Vlog là đang mở chế độ là độ phân giải lên tới 2K nè. Đó, thậm chí bây giờ chúng ta mở lên 4K ha. Coi nó lắc được hay không. Đó. Thì nếu như dòng máy như thế này mà chúng ta xem được 4K thì cũng khá là tuyệt vời đúng không? Với một phân khúc giá gọi là tương đối là rẻ trên đây ha. Đó. Rồi, clip ở đây xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Mọi thông tin thắc mắc các bạn liên hệ tại Nhất Vlog ha. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.